Trở lại chương trình giờ dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi liên quan đến cái ông nhà sư mà bên Nhật vừa qua thăm Nhật báo Người Việt. Vị sư đã nói như thế này: cái tử suất của nước Nhật năm 2018 đó là 1.400.000 người, và cái số trẻ con mà sinh ra đó chỉ có 900.000 thôi. Như vậy tức là số cách biệt vào khoảng độ 500.000 người. Và ông bảo là nếu mà cứ đổ đồng ra một gia đình Nhật, hai vợ chồng và một đứa con, và chia ra cái, trên cái số đầu người đó về quy thành những căn nhà ở đó, thì giá nhà thì có thể là có cả 100.000 căn nhà bên Nhật bị bỏ trống và giá nhà nó tụt hẳn xuống. Như vậy vấn đề lão hóa và sinh sản của một quốc gia nó ảnh hưởng trực tiếp, thí dụ về lĩnh vực nhà cửa, phải không? Tôi nghĩ rằng là nó là vấn đề, nhưng mà nó có luôn luôn mọi vấn đề nó có hai khía cạnh. Chúng ta nhìn thấy cái đời sống của người dân Nhật là rất là khổ cực. Họ đi làm và đến lúc mà trước khi về nhà đó, họ nghỉ ngơi đi vào trong một cái hộp, thuê một cái hộp để nằm trong đó chẳng hạn đó. Thì khi mà giá nhà nó sụt thì cái đó có thể rằng là những cái người mà sản xuất nhà hoặc là để đầu tư vào thị trường địa ốc hay là gia cư đó thì có khi rằng là bị lỗ. Nhưng mà ngược lại thì cái giới tiêu thụ đó thì nó lại cũng lại có một cái cơ hội khác, trước đây họ không có. Thành ra nó có luôn luôn nó có hai khía cạnh. Thế thì tùy theo đó rằng là mình nhìn thì theo cái giác độ nào. Thế nhưng mà nếu mà trở lại cái chuyện mà tôi nói rằng là nhìn về lâu về dài đó, đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một cái thế hệ hay là mỗi một cái thời kỳ phát triển kinh tế đó, đó thì người ta đều luôn luôn có những bài toán mới, và cái bài toán đó nó gây ra cái sự hốt hoảng. Thì lần trước đã hốt hoảng thì lần này cũng lại hốt hoảng, nhưng mà vấn đề nó không đến nỗi gọi là nó thê thảm đến như vậy. Tôi lấy thí dụ trở lại cái chuyện trường hợp của Trung Cộng chẳng hạn đó. Thế bây giờ đó là người ta có cái hiện tượng đó, đó là 1-2-4, tức là một người đi làm nuôi hai người, nhưng mà hai người đó đó lại còn có cha mẹ bên vợ, cha mẹ bên chồng nữa các thứ. Thì cuối cùng sau đó họ cũng đang có cái vấn đề đó chứ. Thế cái đó là nó xuất phát từ cái gọi là mỗi hộ một con, mà bây giờ đó là họ khuyến khích thôi đẻ thêm đi, nhưng mà đã quen rồi người ta không muốn đẻ nữa. Và chúng ta nhìn đây là cái phong trào mà gọi là giải phóng phụ nữ, những cái tiến bộ về y khoa khiến cho người ta đã có những cái phương pháp ngừa thai chẳng hạn đó, nó càng đến cái tinh vi hơn, nó giải phóng phụ nữ. Thành phụ nữ đó là cái chức năng ban đầu của người phụ nữ, đó là chỉ là đẻ con thôi. Mà bây giờ đó là chức năng của họ khác đi rồi, họ cũng có cái đời sống của họ, họ có hạnh phúc của họ. Và tại sao mà 14 tuổi đã phải đi lấy chồng để đẻ con chẳng hạn đó, thì họ cũng có được cái chuyện giải phóng của họ. Và đến khi mà lấy chồng đó thì họ nghĩ có một đứa con thôi cũng đời là đủ hạnh phúc rồi, thay vì rằng là phải bầu đoàn thế tử rất là 6-7 đứa như là trước đó cỡ chừng 100 năm. Thành ra nó cũng có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà và cái hiện tượng mà đẻ con ít nữa đó thì đúng, nó có là một cái vấn đề, nhưng mà người ta vẫn phải đi tìm ra cái giải pháp để có thể giải quyết vấn đề đó. Bây giờ mình nói sơ bộ Hoa Kỳ đi, như ông nói lúc nãy, theo các nhà dân số học hoặc là những cái người mà nghiên cứu về nhân khẩu học đó, thì họ tính rằng cái lứa tuổi từ 14 đến 40 cái mức độ sinh đẻ đẹp nhất là phải 2.1 mà mẹ. Nhưng mà bây giờ hiện nay Hoa Kỳ chỉ có 1.1 thôi. 1.8 xin lỗi. Cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho cái số sinh sản tại nước Mỹ nó giảm như vậy là gì? Nguyên nhân đầu tiên hết là kinh tế, văn hóa. Ngày xưa đó là phụ nữ có cái chức năng là đẻ ở trong cái xã hội nông nghiệp. Nhưng mà bây giờ đó là phụ nữ là có kiến thức phải đi học. Ngày xưa đó là nói trung bình cho nó dễ hiểu, đó là một người Mỹ chứ đừng có nói chuyện những cái người mà ở các cái xã hội Âu Châu đi học cỡ chừng 10 năm, 12 năm là bắt đầu phải đi ra lao động. Bây giờ đó là một người như vậy đó là phải học 18 năm, 20 năm. Khác với ngày trước. Và ngày xưa đó là phụ nữ đó là ít được đi học. Không? Nhưng mà bây giờ đó là phụ nữ đi học càng ngày càng đông, càng nhiều hơn. Thế thì khi họ đi học như vậy đó thì mắc mới chứ đi phải đi lấy chồng. Thế thì lấy chồng càng trễ càng hay. Thế và đó khi mà lấy chồng lập gia đình rồi đó, cỡ chừng 30 tuổi trở lên đó, có một đứa con thôi là cũng đủ vui rồi.
Thành ra cái đó đó là cái hiện tượng nó xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ đã đành, mà tất cả các xã hội khác, kể cả xã hội Nhật Bản đi trước, xã hội Nam Hàn, Đài Loan tương tự. Giống hiện tượng đấy không xảy ra tại những nước nghèo. Những nước nghèo đó đó là họ vẫn chưa đi đến cái giai đoạn công nghiệp. Thành ra đó đó là vẫn cần phải nhân công nhiều, đẻ nhiều. Xong rồi đặng để cho có tay làm hàm nhai. Các cái nước giàu đó đó thì họ nói rằng là không, mỗi một cái người mà một cái đơn vị lao động thêm đó, đó nó không chỉ có một cái hàm nhai mà họ còn có hai bàn tay lẫn cả cái trí não của họ, thì cái trình độ của họ nó cao hơn. Và vì vậy đó, đó là đưa đến cái kết quả đó, đó là họ không cần nhiều con nữa. Cho đến khi bây giờ đó người ta nhìn người ta bảo chết cha rồi. Nhiều cái xã hội đó là gặp những trường hợp đó tương tự như vậy. Điển hình nhất là bên Âu Châu, nước Đức cũng là nơi mà cái tỷ lệ sinh sản rất thấp. Vì vậy nước Đức mới có một cái chủ trương chính sách đó, đó là nhập cảng lao động và những người di dân đón nhận họ vào, và nó gây ra những cái khó khăn trong nội tình của nước Đức bây giờ hoặc là trong nội tình của Âu Châu. Nó đưa đến cái vụ Brexit, vụ khủng hoảng mà chúng ta đã thấy tuần trước chẳng hạn. Thì những vấn đề đó, đó là tôi nghĩ rằng là thời nào cũng vậy, hết cả cứ vài chục năm đó, đó thì sẽ có một lần. Thế ông nói vài chục năm, chúng tôi nhớ là cách đây vào khoảng độ trên 30 năm lúc chúng tôi vượt biên vừa mới tới đảo Galang ở Indonesia đó, có một cuộc tranh luận về vấn đề kiểm soát dân số. Thế là lúc đó người ta vẫn lo rằng dân số nó sẽ là một cái quả bom nổ chậm khiến cho nhân loại, người ta dùng cái chữ tận thế chẳng hạn. Xin lỗi, chúng ta sẽ ngừng lại ít phút để mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại cái nào.